didn't even get to cross. Ok, hello, chào mừng những người anh em đã quay trở lại. Và trong video ngày hôm nay thì hôm nay là mình sẽ đi tem con đại bàng nha. Tập trước là mình ủ mưu mình đi săn đại bàng, nhưng mà hôm nay thì mới săn được, do là hôm trước bị cái con khủng long bạo chúa T-Rex. Cái con rep đấy thì nó mơ hoặc, nên là hôm nay thì mọi thứ nó đã đâu vào đó rồi. Con rep thì mình đã bắt, còn bây giờ thì đến cái chuyện là mình đi tem con đại bàng. Thì tranh thủ anh em nào mà chưa tem đại bàng hoặc là đang đi tem thì có thể gọi là tham khảo video này. Thì đây, mình đang cưỡi một con Petalodon. Con này thì đơn giản thôi. Ném bola rồi bắn mơ rồi đút cho nó Kipo Dodo là nó sẽ tem. Và đương nhiên là không thể thiếu X10 tem minh. Rồi, thì đây, anh em thấy là mình đang bị một con đại bàng nó đuổi. Thì cái này không phải là cố tình mà là chắc chắn là cố tình rồi. Đây nhá, con đại bàng này mình gặp nó ở bên dưới cơ, dưới chân núi, nhưng mà mình cố tình cho nó đuổi theo. Sau đó là mình sẽ dụ lên trên này, đây là một cái khu vực an toàn. Đó, mình sẽ thoát ra rồi mình search game lại. Làm cái gì cũng phải gọi là nó chắc chắn, nó an toàn. Ok, hôm nay thì mình sẽ bắn trực tiếp nha, mình không có xây bẫy. Hôm nay bắn trực tiếp. Đây, sau khi mà mình dụ nó lên trên đỉnh núi thì không nhất thiết phải là đỉnh núi này, do đây là cái khu vực an toàn, nó không có cây cối rồi, không có thú, nên là mình dụ lên trên này. Mình làm như thế để mà tránh bị phá tem minh. Nhiều khi anh em đang tem thú thì bị một cái con thú khác nó vào nó đánh rồi nó phá đấy. Nên là anh em nên dụ cái con đại bàng này ra cái khu vực an toàn bằng cách là anh em cưỡi chim. Thì con này là thú ăn thịt nên là chắc chắn nó sẽ đuổi theo, sau đó là anh em sẽ bắn mơ. Ok, ở đây là mình đã bắn nó xỉu. Con này thì mình gặp được một con level 290. Mình nghĩ là cũng ok, không nhất thiết là phải level 300. Thật ra thì anh em đi săn mấy cái con chim như này là rất hay gặp level cao, nó tầm level 270 trở lên là rất là hay gặp. Ok, hôm nay thì mình tem cái con này. Con này thì nó sẽ ăn Kipo Stego. Đó anh em hiểu không? Dụ con này lên trên cái khu vực an toàn, sau đó là anh em tem thôi. Con này thì nó đánh đam cũng trung bình anh em ơi. Nó đánh đam ở mức trung bình. Một lần đánh của nó sẽ khoảng 100 đam. Nếu như mà Petalodon của anh em nó máu trâu thì hoàn toàn là tanh được. Nó đuổi theo, nó có cắn vài phát thì vẫn không sao. Thì đây là cái khu vực đỉnh núi băng nha. Đó. Vậy ok, hôm nay thì mình tem cái con này. Thì video này nó sẽ không nhạt nha, bởi vì là mình tem con này nó đơn giản quá. Rồi, thì mình sẽ công bố luôn là video sau sẽ là một cái video đặc biệt. Không phải là video này, mà là video sau. Bây giờ mình đố anh em biết video sau mình làm cái gì. Mình đố anh em biết luôn á. Anh em biết mình bái làm cụ luôn. Bây giờ nhá, anh em có gọi là có 5-6 phút. Bây giờ mình hỏi anh em là anh em biết được video sau mình sẽ làm về cái nội dung gì. Anh em nào đoán thì vào trong comment rồi nào. Mình không có câu comment nhá, mình không có câu bình luận. Bởi vì là bình luận nhiều nó cũng không được cái gì đâu. Nó không có giá trị kinh tế, nên là anh em đừng có nghĩ là mình đang lợi dụng. Nào, bây giờ mình đố anh em thật lòng là đố anh em biết video sau mình làm cái gì. Anh em đoán được thì gọi là gọi bằng cụ luôn. Ok, đoán đi. Thì trong cái lúc mà tem con Agen thì mình sẽ đoán anh em. Đó, anh em nào xem đến đây thì chắc là cũng mới chỉ có vài phút video trôi qua. Bây giờ anh em đoán thử xem nào. Lâu lâu thì mình mới lên giọng mình đoán anh em thôi, chứ bình thường mình cũng không có lằng nhằng vậy đâu. Thật hiếm khi. Ok, đây là đỉnh núi băng thì khu vực này nó không có thú. Đây là một trong những cái khu vực an toàn nhất game nhé. Khu này nó an toàn nhất game nên là anh em hoàn toàn có thể lên trên này xây nhà. Trên này thì nó lắm metal với lại obsidian cộng với lại crystal. Trên này thì nó sơn hào hải vị. Ok, con này thì mình nghĩ là phải tem 2 lần mới xong ấy. Lần trước là mình định đi tem nhưng mà không gặp con level cao, toàn cỡ level 30, level 20, level 10, level 40 với lại level 100 bao nhiêu á. Không gặp một con nào level 200 luôn. Đó, không gặp thú level cao nên là cuối cùng gặp ngay một thằng là được dựa. Một con rep được dựa. Nói chung là cũng được. Gần đây là mình thấy là mình có lọc phớt. Ok. Thì bật mí cho anh em biết nha, video sau mình sẽ đi tem thú, nhưng mà sẽ là tem max level. Ok anh em,
mình tự tin nhá. Nếu như mà nó không max level thì nó cũng gần max đó. Ok, tự tin rồi là khoe đùi luôn, nói thật. Ôi, không giấu anh em nữa làm gì cả, giấu anh em mất công, anh em bẩn bưởi, anh em buồn. Biết đâu là có nhiều anh em lại khấm tính thì lại buồn thì sao, được rồi. Video sau mình nói nha, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách tìm nha anh em, tìm và tem me web trồ. Ok, đây là lần đầu tiên mình làm vờ cái con web trồ. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà đi tìm một con web trồ max level cũng như là tem me nó. Được rồi, mọi người không nghe nhầm đâu. Cái này thì từng có nhiều anh em nói rồi, nhưng mà bây giờ thì mình chính thức là mình sẽ chút hết toàn bộ cái gọi là cái kinh nghiệm vào trong cái series này. Rồi. Đó anh em thấy không, tôi level 80 vẫn còn đang mặc cái bộ đồ da. Đây là bộ đồ da mà cho tôi chớ ở trong cái bảng Enram á. Đây là bộ đồ da cùi. Bộ đồ cùi nha anh em. Thế mà làm bao nhiêu là video rồi đó. Nhiều anh em là cứ phải gọi là anh ơi giáp bao nhiêu, độ bền bao nhiêu là được. Trời ơi, tôi còn đang mặc đồ da mà anh em hỏi những cái câu gọi là sang quý phớt. Đó anh em thấy không, mặc đồ da rồi cầm nỏ đi tem thú cho anh em coi thật. Game nó dễ hay khó là khi bạn biết chơi hay là không biết chơi, nó ở đấy. Kèm thêm một cái nữa đó là máy xịn hay là máy cùi. Thật, ở cái video đi tem me con bọ cạp là có anh em là bảo là anh thiếu chuyên nghiệp. Trời ơi, anh gọi là tôi nói cho anh em biết, anh có biết là cái hôm đấy là quay video máy nó tự nhiên nó lag như điên không? Nó lag theo cái kiểu đó là nó đứng hình á. Tôi lag như thế mà còn ra được video là hơi bị bó đời á. Thế thì cũng không giấu gì anh em là mình vừa học vừa làm video cho anh em coi. Mình vừa học vừa hướng dẫn luôn, thật. Mình chơi ARK thì cũng khoảng hơn tháng rồi. Đúng rồi, mình là cái thằng mà vừa học chơi vừa hướng dẫn cho người ta chơi. Mình không hề có cái kinh nghiệm khi mà chơi cái con game này. Con game này thì ngày xưa mình coi game offline, đúng rồi. Coi cái thời mà đi tem me ở đâu, đi nhặt trứng rồng á. Đi nhặt trứng rồng rồi cưỡi con đại bàng bên cái map sa mạc. Hồi đó thì mình vô tình thì mình thấy video, mình thấy hình con khủng long, thế là vào xem thì biết đến là đây là game. Thế nên là mình cũng biết vài cái căn bản như là đi farm da, farm trái cây, farm gỗ, farm thịt, farm fiber, farm flint, farm metal, farm crystal, vân vân. Nói chung là đọc tiếp thì nó học hơi. Đó thì mình biết mấy cái cơ bản từ cái việc đó là coi game offline, chứ mình không có kinh nghiệm. Thế nên là khi mà vừa mới làm video, làm YouTube là mình vừa học làm vừa học vừa chơi, à không, vừa học vừa gọi là hướng dẫn cho anh em coi luôn, thật. Mình nói pharo cho là sướng mồm thôi chứ mình pharo nó cũng chưa được. Nếu như mà là dân pharo thì người ta sẽ chơi gọi là pvp npc đấy, chơi cái trò đấy nó mới vui chứ chơi offline này thì làm video hướng dẫn cho anh em mới chơi thôi. Mà con game này bây giờ mà có tiếng Việt là không cần hướng dẫn luôn, nói thật chứ. Được rồi, video sau nhá, đi tem me web trồ mà cách tìm web trồ gọi là, thôi mình nói cho dễ nghe, đó là quét rác đi. Quét rác cho nhanh, không phải quét rồ làm gì cho nó rồ người ra. Đọc nhiều nó cũng hơi bị gọi là mỏi họng. Rồi, đó video sau là hẹn anh em đi tem me web trồ. Lần đầu tiên mình làm luôn là anh em đừng có dại mà không xem nhá. Trừ phi là máy mình hỏng thì mình sẽ không làm video ra. Nhưng mà mình nghĩ là mình không đen đến mức là hỏng máy lần thứ 3 đâu. Lần trước là mình hỏng máy 2 lần rồi. Được rồi, bây giờ thì mình đã tem me xong con đại bàng Argentovis, đúng không nhở? Argent rồi Tovis là đọc đúng hay là đọc sai? Rồi, bây giờ thì hái fiber rồi chớ nốt cái yên đại bàng rồi cưới cho anh em coi. Ok anh em, xong luôn. Đó anh em xem video nhớ tặng mình một like và đăng ký nha. Kèm một lượt chia sẻ cái này thì chi phí gọi là chi phí coi video. Anh em nào thích coi chùa thì mình cũng tùy ý, không có nhiều, chịu thôi. Khi mà gọi là ý thức gọi là đã thích gọi là xem chùa thì mình cũng nói kiểu gì thì cũng đâu vào đấy. Rồi đây, đó là có cái mũ rồi. Cái vòng này thì cho con này. Nói chung là bây giờ có mỗi một cái khăn quàng đỏ, thành ra là mấy con nó tranh nhau thật. Mình không có mà dùng luôn. Bên núi băng nó lạnh như thế này mà nó còn cướp luôn cái khăn.
Ok, mình sẽ để xem là video này nó hơi ngắn đấy, mình nghĩ là mình nên tem e thơm đi. Ok, mình sẽ đi xuống và truy tìm thơm một con đại bàng nha. Ok, rồi, quay được 14 phút. 14 phút thì nó sẽ không phải là thời gian thật nha, bởi vì là nhiều khi mình còn cắt video á, thành ra là nó có thể là chỉ mới 7-8 phút thôi. Có những video mình quay 1 tiếng nhưng mà thật ra là khi mà đăng lên là bị mình cắt đi còn có 20 phút hay là 30 phút thôi. Bởi vì là cái có nhiều cảnh mà mình đi farm á, anh em coi những cảnh đấy cũng không làm gì cả nên là mình cắt bỏ. Cũng như là mình đã cắt rồi mà nhiều anh em còn kêu mình cắt nữa thì thôi, mời bạn gọi là xách ba lô lên đường qua kênh khác. Kênh này nó gọi là nó có độc rồi. Đó, cuộc sống nó chỉ có thế thôi. Mình là cái thằng làm video thì đương nhiên là mình phải gọi là trơn cơ người xem rồi. Đúng rồi. Ôi ôi, mình lại gặp cái chuyện này nữa. Toàn những cái con level 10, level 20, 30, 40 thế này thì làm ăn gì. Level 20 ạ. Thật với anh em là mấy hôm nay là mình bị ám á. Từ cái lúc mà mình sang bên cái khu rừng đỏ là toàn gặp những cái con level 30 thì thật. Không hiểu. Mình chơi hát mà anh em. Chơi hát thì level đuối lắm thì cũng phải chơi 100. Chứ toàn những cái con level 10, level 20 thì khác gì gọi là quỳ lại level 20 ạ. Level 50 thật, level 40. Không được một đứa nào ngoài 100 level thật với anh em luôn là level 50 nốt. Và ai cả cứt ạ. Anh em hiểu không? Trong gọi là cái cơn bão gọi là level thấp như này mà mình tìm được một thằng gọi là level 290 là cũng hơi bị kinh. Quái, thằng nào đỡ xe ngoài đường là cần bật cái cảnh báo nó kêu inh ỏi luôn á. Thằng nào level 20 nốt, trời ơi. Ok, thì được rồi, mình sẽ tua nha anh em. Level 20 thế này thì làm ăn gì được. Thật chứ anh em, ủi level 30 ạ. Con này level 20. Trời ơi, tao điên mất. Anh em nào mà gọi là có gọi là bà con với cái thằng làm game thì liên hệ với nó rồi, bảo làm thế nào chứ sao mà lại Anh em cho mình hỏi là level 230 là có ổn không ạ? Ổn hay không thì mình thấy là level 30 thật. Thôi mình không nói về cái này nữa, không mất công là anh em nghe nhiều nó cũng nhàm. Rồi. Cái này thì chịu, level 160 ạ. Thật với anh em là anh em mà đi tìm thú thì nên cầm theo cái ống nhòm nhá. Cái ống nhòm nhiều khi nói là lẹo lưới. Rồi, level 230 thì mình thấy là nó không xứng đôi với lại con của mình. Con mình đang cưới là một con đực. Mình đang tìm một con cái. Tìm hoài mà không thấy. Úi giời ơi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ tua đi. Còn tầm này thì level 50 thế này thì làm ăn cái gì. Trời ơi, mình tìm cả khu này đấy. Rồi anh em ơi, lại level 30 này. Mình thấy là mình bị quéo gì rồi. Ok anh em, mình tua nhé. Đây rồi. Ok anh em, thì bây giờ là mình đã tìm được một con đại bàng level 240. Đó, thì mình tìm hoài nhưng mà cuối cùng vẫn 240 cấp. Thì ok, con này được cái là máu của nó là 3000 máu nên là mình sẽ tem nhá. Bây giờ thì chịu rồi. Nhân phẩm của mình nó chỉ loanh quanh ở mức gọi là easy thôi. Thì bây giờ mình sẽ rủ vào trong cái vách này nha. Cái vách này thì nó khá là huyền bí. Đây, anh em nào mà chưa biết thì có thể vào đây để mà quay tay. Đó. Được rồi. Đó, chỗ này thì có luôn một cái note. Đó. Bây giờ thì lại đố anh em là cái note con nào ấy. Anh em mà đoán đúng thì đấy, mừng cho anh em. Còn đoán sai thì buồn cho anh em. Nó nhạt như vậy thôi. Đó, video này thì tem e con này nó dễ mà. Thành ra là mình đoán là cũng không có gì đặc sắc lắm đâu. Nên là hẹn anh em video sau là đi tem e web rồi. Thì nói chung là nó ngon nghẻ hơn, không nói nhiều. Ủa, con này đánh đâu nhở? Nhưng mà sắp xỉu rồi, con này thì nó nằm luôn anh em ơi. Ok, con này tem xong lên 120 level. Chỗ này là có một cái note, thì đấy, anh em đoán xem. Note con gì? Khai ra mau hả? Khai ra mau đây là note con nào? Rồi, con này là con Pemale. Chịu rồi, tiếng Anh của tôi nó ở cái tầm đó là độc quyền rồi. Vẫn như là thằng chồng nó thì nó đều sẽ ăn kibo đô đô.
nhầm, Kipbo Stego. Ok, mình sẽ ra ngoài này mình kiếm thịt đùi nha. Bởi vì là cái Kipbo kia thì nó tem khá nhanh, mình nghĩ là thêm một miếng thịt đùi thì nó sẽ tem xong. Khi mà anh em tem hay thú thì anh em nên cân nhắc vào cái việc đó là sử dụng Kipbo nhá. Có những con nó tem me rất là lâu, có những con tem me rất là nhanh. Nếu như mà anh em thấy nó gần tem me xong rồi nhưng mà lại thiếu Kipbo thì nếu như mà anh em đoán được là nó có thể là tem me bằng thịt đùi nó cũng sẽ xong mà không cần thiết phải dùng đến Kipbo thì anh em nên dùng nhá. Điển hình như là bây giờ đấy. Bây giờ thì mình còn có mỗi một cái nha, Kipbo Stego. Đó, còn có mỗi một cái nha, Stego thì đương nhiên là một cái không thể tem được nên là mình không mua thêm nữa, mình sẽ đi lấy thịt đùi. Bởi vì là thịt đùi thì nó cũng tem me khá nhanh. Đó, ok, mình tem me thì đây. Và có lẽ là mình sẽ dừng video ở đây thì nói chung là hôm nay mình bắt được một cặp đại bàng trắng anh em ơi. Một con level 400, một con level 290 nó tem xong ở lên level 400, 430, 35 hay sao á. Còn một con nữa thì mình đang tem level 240. Thì mình sẽ có video cho hai con này nó phang nhau. Thì anh em nhớ gọi là like, đăng ký và chia sẻ video. Đó, thank you anh em đã xem, bye bye anh em nhá. Bây giờ thì hẹn anh em ở cái video đi tem me web rồi. Web rồi hay là web rác. Quay cái này là cái cỏ gọi là cỏ phách, không farm được. Rồi, cái này là cỏ China đấy. Mua 3 cần rồi được rồi. Quay, mà cái cây này nó bị đóng băng nên là nhìn nó cũng ra gì mà này nọ. Mà cái này là metal nha anh em. Metal nên là nó có cái màu tuyết đấy. Nói chung là con game này nó làm cũng logic, nó biết là khi mà tuyết rơi thì nó sẽ phủ trắng nên là nó sẽ có màu trắng trắng. Game này nó làm cũng logic. Đây, bye anh em.